It's sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, and maybe you should stay instead of turning around. So would you keep on going? I know. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy đưa em vừa đi chơi. Wow. Ai nữa? Mình không còn ai nữa. Mình còn chú Dương. Đâu chú Dương đâu? Chú Dương kia. Với ba. Bác Đạt đang quay à? Bác Đạt hôm nay làm cameraman cho bọn mình. Đây, bây giờ bọn mình đã đến chỗ nghỉ. Mà lần này bọn mình đặt thì ở đây là ở Sóc Sơn. Nó rất là gần với Hà Nội thôi. Đi sẽ mất khoảng 20 phút. Nhưng mà hôm nay vì bố đi lạc nên là đi mất 40 phút. Có một đoạn là anh em mình bị nhầm map. Nhưng mà thôi, chắc là tại vì đường gần quá đi không quen. Đường gần quá đi không quen. Nên là cố đi xa hơn một chút. Bác đi lâu tiếng thích mà ngồi trên xe chứ. Thế là ngồi trên xe thì em Dừa đã ngủ rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ lên để check in này. Và hôm nay sẽ quay room tour cho mọi người. Lâu lắm rồi không được room tour. Khi mà đến nơi thì bên ngoài đã rất là thích rồi. Thì bây giờ bọn mình rất là tò mò để xem là phòng ở bên trong nó như nào nữa. Ok, follow Dừa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẹ ơi. Trời ơi. Tầng 1 sẽ có một cái giường đôi to. Thì thực ra là phòng này có thể ở được 4 người lớn và 2 trẻ em. Và bọn mình thì tia được cái cũi này ở trên ảnh của Amaya, nên là đã báo bên này chuẩn bị cho bọn mình một cái cũi cho Dừa luôn. Để Dừa nằm vào trong này thì bố mẹ yên tâm luôn. Phía này thì chúng mình có một cái ghế băng ở dưới gầm cầu thang và ở ngay bên cạnh cửa sổ luôn, rất là chill. Chỗ này có thể ngồi đọc sách này, hay là chơi game này. Xoài rất là thích những cái chỗ như thế này. Ở phía trong này thì mình cũng có một cái phòng vệ sinh nhỏ nhỏ để tầng 1 có thể đi vệ sinh này. Và ở phía bên này thì sẽ có một quầy mini bar để mọi người có thể pha trà hay là pha cà phê, uống nước. Và điểm mà mình thích nhất ở chỗ này là tuy là cái phòng khá là nhỏ nhưng mà cảm giác không bị bí, tại vì là ba mặt của nó thì đều là kính và ở bên ngoài thì toàn là cây. Không gian rất là chill luôn. Và bên ngoài này chúng mình còn có một cái ban công để đêm có thể ngồi chơi ở bên ngoài này. Em chưa. Mát. Đây. Xoài và Dừa và bố đang ở đây. Úi giời. Dừa làm gì đấy? Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tầng 2 cho mọi người. Wow. Đây phòng tắm đây. Uầy. Trời ơi, phòng tắm trên này siêu thích. Cái phòng tắm trên này nó xung quanh đều là gỗ hết, kiểu vào đây cảm giác sẽ siêu ấm cúng ấy. Nhất là khi nào mà trời lạnh thì mình nghĩ là vào phòng này sẽ rất ấm. Nó giống như kiểu ở một cái phòng xông hơi ấy. Xung quanh đều được lát bằng gỗ hết. Và có bồn ngâm ở đây. Bố ơi, xin thầy. Xoài thích đây. Đợt này thì nhà mình ở chỗ này có tên là Amaya Home. Và bọn mình đặt trên một cái ứng dụng mà mọi người chắc là rất là quen thuộc rồi. Đấy là Traveloka. Thì Traveloka là một siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống, cung cấp những dịch vụ về du lịch. Ví dụ như mọi người có thể đặt phòng khách sạn này, homestay này, book vé máy bay này, hoặc là tất cả các tour vui chơi giải trí đều ở trên một cái app này thôi. Kiểu all in one, rất là tiện lợi. Và nhất là khi mà mọi thứ đã bắt đầu trở về bình thường mới thì mình thấy là đặt phòng như thế này nó rất là hữu ích và tiện lợi. Tại vì mọi người có thể đặt lịch dễ dàng và thanh toán online rất là tiện lợi. Và có thể thanh toán 24/7 bằng rất là nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
Và còn một cái điểm quan trọng nữa khi mà mọi người bắt đầu đi du lịch trong cái thời kỳ này là mọi người cần nắm được hết những cái thông tin về nơi mà mình muốn đến này, tình hình hoạt động ở đây như thế nào, dịch vụ đưa đón ra sao và chúng mình cần phải làm những cái test gì trước khi đến đây. Và những cái này thì ở trên Traveloka nó có tất cả thông tin để mình có thể tham khảo luôn, nên là rất là tiện lợi và mình highly recommend cho mọi người. Và mặc dù là khi mà đi du lịch ấy thì mọi người nhớ là tuân thủ quy tắc 5K để giữ gìn an toàn cho mình và mọi người xung quanh nữa nhé. Câu thang lên tầng ạ. Chuẩn bị cả đồ ăn dặm cho dừa, vì rất là nhiều bạn hỏi là đi chơi thì sẽ ăn dặm như thế nào, thì đây nó sẽ có những cái hộp ăn dặm sẵn như thế này này, nước lọc và thìa xoài dừa, dừa làm dừa nhé, ăn sẵn mẹ đã để trong hộp. À, và đây là bữa trưa của chúng mình. Có những món gì nhỉ anh nhỉ? Giới thiệu tôm, súp nấm, thịt, trứng canh. Bây giờ là bọn mình đã rất là đói rồi, em dừa thì đã hoàn thành chỉ tiêu rồi, nên là bây giờ cả nhà sẽ ăn thôi. Bữa trưa với cả trưa nay thì bọn mình ăn những món đơn giản với cơm. Và tối nay sẽ có món barbecue nên là bây giờ chỉ cần ăn nhẹ nhàng thôi. Lúc nãy thì bọn mình không để ý mà bây giờ lúc đi ăn về thì mới phát hiện ra là Amaya đã chuẩn bị cho bọn mình một món quà nhỏ nhỏ. Đây là một chiếc bánh Welcome xoài dừa farm from Amaya home. Cảm ơn Amaya rất là nhiều. Sáng rồi, hai chú cháu đã game thủ rồi. Bây giờ thì sau khi ăn trưa và nghỉ trưa xong một lúc thì bọn mình sẽ xuống đây chụp ảnh này. Và ở đây thì phát hiện ra là có sân chơi cho trẻ con rất là rộng luôn. Xoài đang chơi ở dưới luôn. Giờ thì chúng mình sẽ ăn bữa tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình ăn đồ nướng. Chính xác. Và bây giờ thì chúng mình sẽ xem là hôm nay chúng mình sẽ có những cái món nướng gì ở đây. Trông hấp dẫn không? Kiểu như là buổi tối ở đây thì nó lạnh hơn nên là ăn đồ nướng nó rất là hợp ấy. À, đây có xúc xích này. Sở thích ăn xúc xích đúng không?
rất là no say rồi. Cả anh quay phim cũng đang mặt đỏ bừng rồi. Xài với Dừa thì đã về phòng và nghỉ trước với chú Dương rồi. Thì bây giờ bọn mình cũng sẽ kết thúc ngày hôm nay tại đây. Rất là vui rồi. Và hẹn mọi người sáng mai ăn sáng và trải nghiệm nốt ở khu này. Thật ra đây là một cái khu mà mình thấy là nó khá là khép kín nhưng mà cũng có khá là đầy đủ hoạt động để chúng mình có thể vui chơi trong khoảng 2-3 ngày luôn. Nếu mà mình xác định là đi đến đây nghỉ dưỡng thì có rất là nhiều hoạt động để bọn mình có thể trải nghiệm. Như là bọn mình hôm nay thì sẽ về trải nghiệm phòng tắm bọn mình đây. Bây giờ thì kết thúc ngày hôm nay và chúc mọi người ngủ ngon. Và chắc là chúng mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì đây là một cái chuyến đi khá là ngắn ngày và cũng rất là gần chỗ ở của bọn mình. Nhưng mà khi mà đến đây thì không khí cũng rất là khác. Và chỉ có một đêm ở đây thôi nhưng mà cảm giác là cũng được refresh lại cơ thể rất là nhiều rồi. Vâng, anh nói thôi được. Và bọn mình thấy thì đây cũng là một nơi khá là lý tưởng để các gia đình có thể đến nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Tại vì nó rất là gần, rất là tiện đi lại. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ tranh thủ tận hưởng nốt ở đây này và về pack đồ và chuẩn bị đi về nhà đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của chúng mình nhá. Bye bye.